Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Horror. Một câu chuyện, một cú twist hay vô số tình tiết mang rợ, đó đều là những điển hình thường thấy trong các bộ phim kinh dị. The Mortuary Collection có tất cả những điều trên, thậm chí còn nhiều hơn như vậy. Nhờ điển hình của thể loại anthology, bộ phim là bốn câu chuyện nhỏ được kể trong một câu chuyện lớn, khi mà người kể không chỉ là biên kịch mà còn là chính các nhân vật. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng nhau lật mở bộ sưu tập chuyện kể trong nhà xác Raven's End nhé. Bắt đầu ngay thôi nào, let's go. Chuyện kể rằng có một cậu bé da báo nọ tên Bill. Một ngày kia, khi đang làm công việc phát báo của mình, Bill tìm thấy một dinh thự cổ kính nằm sâu trong rừng. Cậu bé tới cửa nhà, thử ấn chuông nhưng bên trong không có phản hồi. Sẵn bản tính tò mò của một đứa trẻ, Bill đặt ống kính máy ảnh vào khe đưa thư và ấn chụp. Đèn flash nháy lên, lộ ra một cặp mắt đang liếc nhìn từ trong khe trống ấy. Bill giật mình lùi lại, thì dây đeo máy ảnh bị mắc lại trên cửa và rơi vào ngay trong nhà, ngay khi cửa mở. Bước ra ngoài là một lão già to lớn, già nua và nhợt nhạt. Bill sợ hãi chạy mất, nhưng ông ta gọi cậu lại để lấy máy ảnh. Cậu nhóc vẫn chưa thể trấn tĩnh, chửi ông già là kẻ dị hợm rồi chạy mất dạng, chẳng buồn nhặt lại món đồ đánh rơi. Kẻ dị hợm ấy là Montgomery Dock, quản lý nhà tang lễ Raven's End. Một ngày nọ, sau khi cử hành lễ mai táng cho cậu bé Logan chết trẻ, khách khứa về hết, Montgomery bắt gặp một cô gái đang tay máy trên cổ quan tài, người quá cố với đầy vẻ thương tiếc. Ông lên tiếng cảnh báo, cô đừng động chạm linh tinh. Cô gái giới thiệu mình tên Sam, có vẻ là một người sự tang Logan. Tuy nhiên, Sam lại nói mình tới để ứng tuyển vị trí phụ việc, ghi trên tấm biển tuyển người treo bên ngoài. Tò mò về đống sách chức kính trong phòng làm việc Montgomery, được cho là ghi chép lại về những cái chết, Sam đề nghị ông quản lý kể cho mình nghe một câu chuyện trong số đó. Chiều theo nguyện vọng của vị khách hiếu kỳ, câu chuyện đầu tiên được Montgomery kể là về cô gái trẻ tên Emma. Tại bữa tiệc hôm ấy, Emma trốn vào nhà vệ sinh, nốc cạn ly rượu trên tay và kiểm kê thành quả móc túi của mình, kèm theo một chiếc đồng hồ quả quýt. Xong xuôi, cô nàng đảo chích đứng trước gương, ngắm vuốt một lượt, rồi chợt nhận ra có kẻ hở sau cùng gương, nhưng mặt gương đã bị khóa lại. Bằng ngón nghề trộm cắp của mình, Emma rút từ trong ngực áo ra một cây dũa kim loại, luồn nó vào trong ổ khóa và cố vặn. Cô ả thành công mở được tấm gương dù bị đứt tay chảy máu. Xong, cô vừa quay ra lau máu trên ngón tay thì nó lại đóng sập lại. Lần này, Emma dùng hết sức lực lôi tấm gương ra, nhưng bên trong là một sinh vật xúc tu gớm ghiếc. Cô sửng sốt đóng gương lại và la lên kêu cứu, định bụng bỏ đi cho xong. Ai ngờ, chiếc đồng hồ quả quýt rơi từ áo cô vỡ toang, đúng lúc hàng tá xúc tu túa ra, túm chặt lấy Emma. Cơ thể cô bị bẻ cong về phía sau trước khi bị lôi gọn vào trong gương. Ấy vậy mà Sam lại thấy câu chuyện vừa rồi có phần hài hước. Sau đó, cô gái trẻ được Montgomery đưa cho một bản hợp đồng để ký tên. Giấy tờ xong xuôi, ông quản lý dẫn Sam đi quanh căn nhà để giới thiệu về công việc. Chưa gì, Sam đã định mở quan tài của Logan. Để khắc chế tính tọc mạch thiếu cẩn trọng của cô nàng, Montgomery lại kể một câu chuyện khác, một bài học về vai trò của sự đề phòng. Vào những năm 60, có một chàng sinh viên điển trai và hướng ngoại tên Jack Mathew. Nhân dịp tổ chức một buổi tiệc tại ký túc xá năm sinh Sindel, Jack mạnh dạn phát bao cao su miễn phí cho các nữ sinh viên, lan truyền thông điệp tự do tình dục ở phái nữ để chứng tỏ bản thân đề cao nữ quyền. Thực chất, Jack chỉ muốn dụ các nữ sinh năm nhất tới bữa tiệc cho dễ bề lên giường với họ, chứ anh chàng này vẫn trung thành với chế độ phụ hệ và nói không với các biện pháp quan hệ an toàn, đặc biệt là việc đeo bao. Hôm ấy cũng là ngày Sandra tới nhập học. Cô được bạn cùng nhà của Jack là Carter làm quen và đưa cho một chiếc bao cao su. Thấy vậy, Jack lân la tới lùa anh bạn của mình để bắt chuyện với Sandra, không quên rủ cô dự tiệc. Cô bạn gật gù nhận lời. Trên hành lang nơi Sandra lướt qua là vô số các tin báo mất tích của các nam sinh được dán trên bản tin. Trước khi tham gia bữa tiệc, Jack chải chuốt trong phòng trong khi Carter vào mời rượu. Đồng thời, Carter còn tìm thấy đồ lót của giảng viên trưởng khoa lịch sử ngay trên giường Jack. Anh chàng cùng hai cậu bạn thân nhập tiệc với vô số màn tiêu khiển và ngay khi chạm mặt Sandra, Jack lập tức theo chân cô nàng. Họ sát lại gần nhau chào hỏi. Trông lãng mạn đúng không? Đúng rồi. Cả hai chuẩn bị lôi nhau lên giường rồi đấy.
Vẻ nữ sinh ngoan hiền của Sandra lúc sáng bỗng chốc biến mất. Cô chủ động tương tác với Jack. Bao dạng là vậy, nhưng Sandra vẫn không quên lấy ra chiếc bao cao su được phát lúc sáng, nhắc nhở Jack sử dụng. Dù không hề muốn mặc áo mưa, nhưng trong cơn hứng tình, Jack vẫn miễn cưỡng làm theo ý Sandra. Cơ mà với cái bản tính lương lẹo của một fuckboy có nghề, Jack dụ Sandra quay lưng lại đổi tư thế và lén tháo luôn biện pháp an toàn của mình ra. Cứ như vậy, cả hai trải qua một đêm ân ái. Và khi Jack tỉnh dậy, Sandra đã rời đi, chỉ để lại số điện thoại viết trên giường bằng son đỏ. Jack nhận ra sắc mặt có chút bất thường, nhưng anh chàng chẳng để tâm mà xóa luôn vết son trên giường đi. Lúc này, cơ thể Jack bắt đầu có biểu hiện nôn mửa. Carter bất ngờ đi vào hỏi tình hình đêm qua. Anh vẫn hồn nhiên như một chiến tích. Ngay khi cậu bạn rời đi, Jack mới hoang mang khi thấy những vết mẩn đỏ chi chít quanh bụng dưới. Lo lắng và sợ hãi, Jack tới phòng khám của bác sĩ Harold Coupler. Đọc hồ sơ bệnh án, Harold có phần bối rối và lấy ống nghe áp lên bụng Jack để kiểm tra. Bàng hoàng trước những gì nghe được, ông kiếm cớ ra ngoài. Jack chột dạ với lấy bệnh án xem xét thì thấy mình được chẩn đoán mang thai. Về nhà, anh uống đại một viên tránh thai và nôn thốc nôn tháo, bụng cũng to lên bất thường. Khi ấy, Jack cuống cuồng gọi cho Sandra theo vết son sót lại còn lờ mờ. Ngay khi cô bắt máy, anh ngỏ ý muốn gặp mặt đối phương và Sandra cũng đồng ý. Cơ mà đang hối hả định tới điểm hẹn thì đám bạn cùng nhà lại vây lấy Jack, bày trò ăn mừng chiến công theo nghi thức của hội năm sinh. Nhân dịp Jack đã hoàn thành 67 chiến công, thì ra ngoài anh chàng thì có khoảng 67 người khác từng đặt cái lưng lên giường của Jack. Đã đàn cuốn thì chớ đám bạn còn vẽ chuyện Jack phải nén đầu để giữ thể diện. Khoảnh khắc được các bạn đỡ lên ghế, cầm bảng tên của mình treo lên xà nhà vinh danh, thì bụng bầu của anh vỡ ối. Mấy chiến hữu phía dưới nhờ thế ăn đủ. Không biết nói gì cho ngầu, Jack lấy chìa khóa xe vội vã tới địa điểm. Đến ngôi nhà nơi Sandra hẹn gặp, anh gặp một người đàn ông và một người phụ nữ, có khả năng là mẹ của Sandra. Vừa nhát thấy Jack, họ đã đoán ngay được vấn đề, gọi Sandra ra và chuẩn bị đỡ đẻ cho Jack. Sandra chất vấn anh và nhận được lời xin lỗi vì lén tháo condom. Lý do Jack đưa ra thì không thể xàm xí hơn. Từng tự ti vì béo và bị ghét bỏ, việc quan hệ bừa bãi như một cách anh công nhận bản thân. Lời giải thích khi ấy chỉ khiến Sandra ngày càng thêm chán ghét. Cô thản nhiên gọi điện hẹn hò với đối tượng khác. Da dẻ Jack xám ngắt lại, nổi gân đen đúa trong khi cái bụng không ngừng cựa quậy. Và theo lời giải thích của người phụ nữ kia, bào thai vào đường nào thì sẽ ra theo đường đó. Và đúng như lời bà, phần thân dưới và bụng Jack nổ tung khi đứa trẻ ra đời. Mẹ của Sandra bế nó lên một căn gác và đặt vào nôi. Khi quay lưng đi xuống, bà sơ ý dẫm phải một món đồ chơi, khiến nó phát ra tiếng kêu. Đồng thanh hàng loạt chiếc nôi trong căn phòng vang lên tiếng khóc. Một bàn tay với móng vuốt sắc lẹm vươn lên từ lan can. Câu chuyện của chàng fuckboy xem chừng vẫn chưa đủ dạy cho Sam biết thế nào là sợ chết. Montgomery liền dẫn cô phụ việc mới xuống phòng ướp xác, nơi đặt sẵn thi thể của Carol Peters. Xác chết có hiện trạng rất tốt, tuy nhiên phần bụng có bị hoại tử sâu do nhiễm độc magie. Trên tay Carol còn đeo chiếc nhẫn cưới khắc ghi lời thề: chỉ cái chết mới chia cắt được đôi ta. Montgomery tiếp tục kể câu chuyện thứ ba. Đó là ngày cưới của Carol và hôn phu Wendell Owens vào những năm 70. Carol không ngần ngại tuyên thệ, nhưng đến lượt Wendell thì anh thoáng sững lại. Tức thì trời sầm tối, cô dâu thì gào lên giận dữ. Wendell bừng tỉnh, bên cạnh là Carol nằm ho sặc sụa trên giường vì mất chức năng vận động. Tối hôm ấy, Wendell đi chợ về, trên tay túi lớn, túi nhỏ. Người mở cửa cho anh là bà lão sống cùng tòa nhà, Avery. Bà hỏi tám chuyện với anh đôi ba câu về cuộc sống tự do đi đây đi đó của mình từ khi chồng mất. Avery vào thang máy, nhưng Wendell ngỏ ý muốn đi thang bộ dù nhà ở tầng 12. Lên tới nhà, Wendell lại chán nản bắt tay vào nấu nướng. Nấu xong thì tống tất thảy vào máy xay, dùng dịch thức ăn được anh bón từng thìa cho người vợ. Hôm sau, bác sĩ Coupler, lại là ông Harold Coupler, đến thăm khám cho Carol. Khi được Wendell hỏi, Coupler thông báo Carol vẫn ổn, không khá lên nhưng cũng không tệ đi và có thể sống được hơn một năm nữa. Hay tin, Wendell buồn bực ra mặt. Nhận ra tình trạng kiệt quệ vì chăm vợ của Wendell, Coupler đưa anh một lọ thuốc giảm đau liều cao mà chỉ cần dùng 2 viên trong vòng 24 giờ thì người dùng sẽ tử vong, nhưng sẽ không để lại dấu vết bị tác động.
Tối đó, Wendell chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho hai vợ chồng và đặt trước mặt Carol một bức tượng con thỏ với phần mũi nhọn hướng lên như một món quà. Thấy vợ vẫn ngồi vô hồn, anh xin vợ một dấu hiệu để chứng minh cô vẫn luôn có một chút nhận thức. Carol không chút phản ứng, Wendell lớn tiếng đập bàn rồi lặng người xin lỗi vợ. Anh cũng lấy ra vài viên thuốc giảm đau và trộn vào thức ăn của Carol. Nhưng chỉ sau vài thìa, bạn thấy Carol đã động đậy và túm chặt lấy tay chồng. Ngay lập tức, Wendell cố ép vợ nôn chỗ thức ăn. Nhưng trớ trêu thay, khi anh buông tay khỏi cơ thể Carol, cô mất đà gục mặt xuống bàn, bức tượng xuyên thẳng vào trán cô. Wendell bối rối gọi cho Coupler thuật lại sự tình. Ông bác sĩ đã khuyên anh thả xác Carol xuống biển cho cá mập xử lý và đừng liên lạc với mình nữa. Wendell lặng lẽ xem lại album ảnh cưới trước khi đặt thi thể vợ vào một chiếc trường. Xong, xem chừng nó không vừa để chứa tử thi của Carol, Wendell liền dùng cưa máy phân xác cô ra và nhồi vào trường. Sau đó, Wendell đẩy cái rương vào thang máy, vội vã đóng cửa lại khiến ngón tay của người hàng xóm xin đi nhờ bị kẹt bên ngoài. Buồng thang máy chậm chạp di chuyển rồi bỗng dừng lại. Trong cơn rối ren, Wendell gắng sức mở cửa thang máy bằng tay không, tạo ra một khe hở nhỏ. Nghe tiếng Wendell la hét, bà Avery ra hỏi tình hình và kiên quyết gọi cảnh sát đến xử lý chiếc thang máy, bất chấp anh ta ngăn cản. Đã vậy, từ trong trường, máu bắt đầu nhiễu ra linh láng. Wendell luống cuống trèo lên chiếc rương, tìm đường thoát cũng bị ngã bổ ngửa. Giữa cơn quẫn bách, anh ta tháo chiếc nhẫn cưới trên tay và ném đi. Bỗng nhiên, chiếc rương cất tiếng trên rỉ và bật chốt, thang máy cũng mất kiểm soát rơi xuống. Qua ô cửa bên ngoài, Wendell nhìn thấy chuỗi hoài niệm đẹp đẽ của mình và Carol. Tốc độ trời của thang máy khiến cơ thể anh bị đẩy lên không trung lơ lửng. Từ trong trường, Carol chui ra với khuôn mặt quỷ dị. Cô cầm lấy chiếc nhẫn và đeo lại vào tay Wendell. Cả hai trao cho nhau nụ hôn giữa khung cảnh hư ảo và đẫm máu ấy. Cho tới khi Wendell được phát hiện và ứng cứu, anh đã ngồi đờ đẫn ôm cuốn album ảnh cưới. Miệng thì không ngừng lảm nhảm lời thề nguyền trên thánh đường. Montgomery kể rằng Wendell đã phát điên và bị chuyển tới một trại tâm thần ở Kirksdale. Ông dẫn Sam xuống tầng hầm phụ, nơi thực hiện bước cuối cùng của quá trình an táng, đưa quan tài vào lò hỏa thiêu. Lúc này, Sam mới nhận xét những câu chuyện của Montgomery có phần dễ đoán vì kẻ ác lúc nào cũng phải trả giá. Ngay khi ông quản lý nhà xác định đưa quan tài của Logan vào lò thiêu, Sam đã ngăn lại, thú nhận mục đích cô ấy đến đây không phải xin việc, mà bởi chính Logan, nạn nhân của cái ác. Ngày hôm ấy, Sam tới làm bảo mẫu cho cậu bé Logan Coupler trong lúc bố mẹ cậu vắng nhà. Tối muộn, cô nàng tranh thủ ngồi xem TV. Vào bếp, Sam mở tin nhắn thoại của bố mẹ Logan gửi, thông báo rằng họ sẽ về nhà muộn hơn, nhắc cô trông chừng cậu bé, không để Logan chui vào tủ quần áo. Theo lời, Sam lên phòng ngủ của Logan kiểm tra cậu nhóc đang ngủ say trên giường. Xuống bếp, Sam tiếp tục vô tư nấu nướng. Trên TV phát thông báo về vụ bạo loạn tại Kirksdale, nơi giam giữ những kẻ tâm thần nguy hiểm nhất cả nước. Cảnh sát không thể xác định có bao nhiêu bệnh nhân đã tẩu thoát, nên người dân cần đề cao cảnh giác. Sam có vẻ không để tâm cho lắm, đang còn mãi mê nướng thịt trong lò. Cô đi vứt rác và không biết rằng một góc của cửa kính đã bị đập vỡ. Vào nhà, Sam phát hiện có một người đàn ông đang đứng trong phòng khách. Cô lén chạy vào bếp lấy một con dao thì hắn ta đã theo sau từ lúc nào. Tên đột nhập biểu hiện loạn trí và có một vết thương chảy máu trên đầu. Hắn xin Sam giúp mình. Cô cố tỏ ra bình tĩnh lâu giúp hắn vết thương. Bất chợt điện thoại phát lời nhắn của mẹ Logan. Sốt ruột hỏi Sam sao không nghe máy và coi chừng mấy kẻ tâm thần trốn trại. Nghe vậy, kẻ đột nhập lờ mờ nhận ra gia đình có một đứa trẻ. Sam túm lấy tay hắn, nhét vào máy xay thịt và cắn nát. Sau hồi quần tả trong bếp, Sam vẫn bị gã đột nhập đánh gục. Hắn lảo đảo ra phòng khách nơi chuông điện thoại đang treo và hét vào ống nghe. Sam cũng lao tới từ phía sau, cắn đứt một tai hắn nhưng lại bị gã đột nhập quăng xuống bàn kính, bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cô lên phòng Logan với một que cời lửa kim loại. Gã đột nhập điên cuồng tìm Logan nhưng không thấy đâu. Trong ánh sáng nhập nhoạng, cả hai tiếp tục đánh đấm quyết liệt. Không cân sức với đối thủ, Sam lại tiếp tục bị hạ gục. Tìm mãi không ra Logan, tên đột nhập quay ra bóp cổ Sam. Cô run rẩy đáp lại, anh đâu phải kẻ sát nhân. Nghe vậy, hắn buông tay, khóc lóc tiến ra lan can cầu thang. Sam nhân lúc này đẩy thẳng hắn xuống tầng 1. Không dừng ở đó, Sam cầm TV đập nát mặt gã đột nhập vì phá đám bữa tối của mình. Lúc này, bác sĩ Coupler và vợ về nhà. Họ phát giác một xác chết bị TV đè dập đầu. Coupler nhận ra đó là Sam, người trông trẻ.
Bản tin vô tuyến cùng lúc thông báo chỉ có duy nhất một bệnh nhân tẩu thoát khỏi Kirksdale mang tên Charlotte Gibbons, thủ phạm của 12 vụ giết người và 10 vụ ăn thịt người. Vợ chồng Cobbler tìm khắp nơi nhưng không thấy con trai. Nhưng khi mở lò nướng, cả hai mới bàng hoàng hét lên trong vô vọng. Montgomery ghi nhận câu chuyện của Sam hay Charlotte. Ông thắc mắc lý do ả tìm Logan làm gì khi cậu bé đã chết. Charlotte trả lời bằng cách lấy dao khều ra một chiếc trăng từ trong quan tài để hoàn thành bộ sưu tập của mình. Ngay sau đó, ả cầm dao đâm Montgomery một nhát. Nhưng ông cười khoái trá, vết dao đâm trên người không hề trĩ máu mà chảy ra một thứ chất lỏng kỳ dị. Căn hầm rung chuyển, dạ Charlotte chạy mất. Nào ngờ ả sát nhân cứ chạy đường nào cũng không thoát khỏi căn dinh thự. Charlotte lạc vào một thư viện rộng lớn. Montgomery xuất hiện và kể cho ả về lời nguyện bất tận ở Raven's End, giải thích cho Charlotte ý nghĩa thực sự của các câu chuyện đó đều là tính nhân quả mà chính ông cũng từng là một phần của vòng lặp đó. Và giờ, cô ta sẽ kế thừa lời nguyện này. Vừa nói, Montgomery vừa gõ gậy. Những cuốn sách cứ theo đó mà rơi xung quanh Charlotte. Từ trong trang sách, những sinh vật cổ quái bò ra, vây lấy Charlotte mà cắn xé. Một trong số chúng còn nhặt một chiếc trăng lắp lại vào miệng. Trong phòng xác, Montgomery đang tỉ mẩn ghép lại các mảnh thi thể. Xong việc, ông bước ra khỏi căn dinh thự. Nhưng vừa bước khỏi hiên nhà, cơ thể ông ta nhăn nhúm lại rồi nổ tung thành tro bụi. Charlotte thức dậy và thấy mình trong gương với cơ thể chấp vá chằng chịt. Câu chuyện kết thúc. Charlotte, quản lý nhà tang lễ Raven's End, gấp cuốn sách trước mặt cậu bé giao báo Bill. Sợ quá, cậu nhóc định rời đi, nhưng bị ả giữ lại mời tham gia bữa tối. Nhân quả là một vòng lặp mà mỗi chúng ta đều tham gia trong đó. Mỗi nạn nhân của The Mortuary Collection đều từng có một hành vi sai trái và cái giá phải trả thì không hề nhẹ nhàng. Nhờ thông điệp sắc sảo và nhất quán, bộ phim rõ ràng là bài học trợn người cho người xem. Cá nhân mình đánh giá, The Mortuary Collection đã khắc phục tối đa các nhược điểm của dòng phim Anthology, mang tới một bối cục hài hòa không quá chênh lệch. Vậy các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Đừng quên để lại đánh giá cho chúng mình nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird out.